Đấy, mặc đồ mùa hè quá ha. Mùa hè mà. Xe này là chuyên phạt những cái xe mà đậu xe tầm bậy tầm bạ đó bạn. Các bạn kia kinh này thấy không? Có một chiếc đang đậu tầm bậy, bật emergency lên, bật đèn khẩn cấp á, để vô có thể đi vô trong cái tiệm mà cái bảng đỏ đỏ để mà mua đồ á. Tuy nhiên họ mà thấy là họ phạt. Thấy chưa? Gà rồi, gắn để cái giấy lên kiến thấy không các bạn? Rồi xong. Dạ, vừa ra tới luôn kìa. Xui cho lá. Vừa ra tới luôn. Rồi xong rồi đó, nhau đó, không năn nỉ được. Ông hình như là đàn bà thế. Xong. Chỉ không? Chỉ cần nhấp nháy các bạn, họ vô rất là nhanh, họ ra liền. Tuy nhiên xui cái là có chiếc xe này phía sau là dính liền. Khi họ dùng một cái dụng cụ, một cái máy họ chụp hình cái bản số rồi là không có thể nào mà xin được, ngoại trừ bữa nay có heo luôn kìa. Lên đường hay cái gì á. Bữa nay đặt lên đường hay gì thấy nguyên dãy đâu có xe đậu đâu mà. Lên đường hả mẹ? Mấy chục đồng nữa các bạn. 50-60 chứ không ít đâu. Giao cà phê. Đường có trọng rồi nha. Ừ. Rồi, ok, bye. Chiếc xe tôi không biết lý do làm sao mà mới chạy có 1137 mile mà nó hiện đèn jet engine nè. Bây giờ phải chạy lên cái dealer để cho nó kiểm tra coi nó bị gì, không hiểu. Mệt quá. Mời mọi người cùng đi với Bầu Trời Cali nha. Mình sẽ quay khung cảnh ở Mỹ cho mọi người ở Việt Nam có thể xem. Vô đậu xăng cái các bạn ơi. Cây xăng ở đây có người đổ giùm cho mình, khỏe. Ở bên Cali là phải tự đổ. Thank you. Chiếc siêu xe bắp này của mình đổ một lần đầy bình xăng chỉ có 20 đô la thôi các bạn. Bình xăng nó cũng nhỏ mà nó chiếc xe này nó đỡ hao xăng lắm, cho nên là chạy cũng lâu lắm mới hết. Bình xăng nhỏ xíu à. To merge onto Bennett Highway. At the stop sign, turn right. In 6.5 miles, continue onto I-93 South. Nhà mình mà lên khu Dorchester của người Việt Nam mình sinh sống cho nó rất là nhiều các bạn, thì mười mấy mai, có 15 mai thì nó khoảng chừng 25 cây số, 58 cây số. Xe này là có vấn đề về mình cứ đem lên dealer rồi cứ 5.000 mile lại đi ra thay nhớt một lần. 5.000 mile là khoảng 8.000 km các bạn. Thì họ thay nhớ cho mình là hoàn toàn miễn phí. Thì mình phải tuân thủ theo những cái yêu cầu của họ, giống như là thay nhớt định kỳ rồi để họ kiểm tra xe. Bởi vì cái đây là cái xe mướn các bạn. Và khi hết hợp đồng 3 năm thì mình cũng có thể mình mua luôn cái xe này nếu như mình thích, nếu như mình muốn. Nhưng mà thường hết 3 năm mà tôi sẽ lấy chiếc xe khác, lấy xe mới khác chạy tiếp. Lớp 3 năm đi xe mới, bây giờ 3 năm đi xe mới. Bây giờ mình đi xe này thì mình cũng phải trả tiếp mà. Ví dụ như muốn mua xe này mình phải trả thêm 3 năm nữa hoặc là 4 năm nữa mới hết chiếc xe, thì nó cũng như không. Rồi lúc đó khi mà trả xong xe nó cũng xì 6-7 năm trời thì các bạn nghĩ đi. Rồi bên đây là trời mùa đông lạnh nữa, cho nên là chiếc xe mà 6-7 năm là hầu như là nó cũng cũ rồi. Cho nên là tốt nhất là mình mướn xe mà đi xe mới nó chắc ăn, xe mới là chắc cứu. Đến với một phần quan cái điều này rất là quan trọng khi mà mướn xe nè, tức là cuối năm á, mình có thể mình claim cho mình khai thuế được. Mình khai thuế là chiếc xe này là nguyên một năm mình trả bao nhiêu tiền, rồi tiền bảo hiểm bao nhiêu tiền, mình sẽ khai thuế lại. Còn nếu mình mua chiếc xe á, thì mình không khai thuế được các bạn. Giống như lúc trước mình mua chiếc BMW M4 á, là mình đóng tiền học ngập cũng đâu khai thuế được rồi các bạn, chỉ có khai thuế được cái tiền xăng thôi à. Cho nên là mình mướn xe là cái cách tốt nhất để mà mình hoạt động. Mà những cái doanh nghiệp, đa số những ông chủ bà chủ này kia cũng đa số cũng mướn xe nhiều lắm các bạn, không phải là ít đâu nha. Mướn mấy chiếc xe xịn hơn, giống như Mercedes, Audi hay ví dụ vậy, cũng là xe mới luôn. Lấy xe mới tinh ra chạy thì cái giá tiền đóng hàng tháng nó cao hơn. Cái xe nó càng xịn thì nó càng mắc vậy thôi à. Xe càng mắc tiền thì bảo hiểm nó cũng cao hơn nữa, càng cao. Và tùy theo bằng lái nữa, ví dụ như bằng lái mình ở đây mà ai mà ở đây lâu năm á, mà bằng lái sạch sẽ thì tiền bảo hiểm nó rẻ. Còn bằng lái mà bị phết này phết kia thì bảo hiểm nó mắc, nó vậy á. Bởi ai mà chạy mà lạng quạng mà bị dính vượt đèn đỏ hay là uống rượu lái xe rồi đó, các bạn biết mua bảo hiểm trời ơi, đóng tiền là học gạch luôn. Cái đó là không ai bán bảo hiểm mình phải mua, mà họ bán mắc lắm mình phải mua, buộc phải mua, không có bảo hiểm là không có được. Cho nên là họ sợ dính dơ dán vô mấy cái luật lệ lắm. À, mình đi đường này mình dính đường, mình dính tiền thôn nữa nè. Thô tức là tiền phí á, tiền phí phí cầu đường á. Hình như có 2 đồng mấy thôi, 2 đô mấy, 2 đô 30 cent như vậy. Đó các bạn thấy các bạn xanh xanh hai bên trái bên phải đó, đó là các bạn báo là thô. đi hớt tóc mình cũng xuống đây mình hớt đó các bạn, xúc động Chester nè. Mấy người Việt Nam có tiệm có mấy anh Việt Nam á, do đó hết. Một lần hớt tóc nè, với gội đầu sơ sơ là 20 đồng. Rồi tiền tiếp nữa. Tiếp với tiền theo mình cho nhiêu cho 5-10 đồng gì đó. Thường là 10 đồng mình cho 10 đồng. Là 30 đồng hớt tóc. Bạn thấy không, mỗi lần đi hớt tóc nó xa vậy đó. Rồi muốn ăn phở cũng xuống đây ăn nè, chứ cái khu vực mình sống là không có tiệm phở các bạn. Rồi các bạn thấy cái khung cảnh đẹp không? Mấy cái cầu vượt cong dễ sợ. Sở hạ tầng, tức là những đường xá của Mỹ phải nói là vô địch. Ghê các bạn, cái hồng chạy từ nãy giờ. Ở bên Mỹ này các bạn mà chạy chậm quá là các bạn bị phạt đó nha. Nếu mà có cảnh sát phía sau là có thể là các bạn bị phạt. Thì nó sẽ gây nguy hiểm cho những xe phía sau. Nếu mà mình chạy chậm, mình cứ nghĩ mình chạy chậm là nó sẽ an toàn, nhưng mà thực ra nó không phải đâu nha các bạn. Mình chạy đúng tốc độ và không chạy quá tốc độ, nhưng mà chạy theo chiếc xe phía trước. Mình mà chạy chậm hơn chiếc xe phía trước là những xe phía sau nó sẽ vượt qua mặt mình. Cứ vượt qua mặt mình hoài, thậm chí là họ bóp kèn, rồi họ vượt qua mặt mình, sau đó họ chuyển làn, họ chen len vô trước mặt mình, nó rất là nguy hiểm các bạn. Turn left, then at the roundabout, take the first exit. At the roundabout, take the first exit onto William T. Morrissey Boulevard. Turn left onto Freeport Street. In 1 mile, turn left onto Freeport Street. Turn left onto Freeport Street, then turn right onto Victory Road. Trái là tới các bạn. Trước mặt các bạn bự lắm. In 800 feet, turn right onto Victory Road. At the stop sign, turn right onto Victory Road, then turn right. Turn right. Rồi chạy xuống ngay cái chỗ Bảo Hạnh. Arrive. Lớn ghê không các bạn? Xe cũ xe mới gì tùm lum mình làm đây. Thì sau khi mình đưa chiếc xe thì họ đưa cho mình tờ giấy này nè các bạn. Rồi chút nữa mình chừng nào xong cái mình tới mình lấy thôi. Xong thì họ sẽ chạy chiếc xe ra đây, đậu ngay trước mặt đây nè. Con này là bên trong cái khu mà service. Chứ trước đây là mình muốn mua xe hay là muốn làm gì đó là lên đây, nó có những nhân viên là hướng dẫn cho mình. Ở đây có chỗ bán đồ ăn, hamburger này kia, pizza, còn đồ ăn Mỹ mà các bạn. À, bây giờ phải ngồi chờ các bạn ơi, không biết chừng nào mới xong nữa. Ở đây là hầu như là những người dân đây là tất cả mọi người đều đeo khẩu trang hết, tất cả luôn nha, ai cũng có cái khẩu trang. Đây chiếc Toyota hồi xưa nè các bạn, trưng bày ở trong đây luôn. Ồ, cái ghế bằng nhung màu đỏ đẹp ghê hơn, vải nhung. Đây thông tin, wow, 1981 các bạn. Luxury nha, có nghĩa là xe này là gọi là xe sang hồi xưa đó các bạn. Corona đó, xe sang hồi xưa nè. Đợi từ nãy giờ 1 tiếng rưỡi rồi các bạn, chưa thấy gì hết trơn, nản ghê. Bên đây á, làm việc nó rất là theo cái trình tự, sắp xếp coi như là deadline. Người nào đến trước thì người ta làm trước, mình đến trễ thì mình sẽ bị làm trễ, cho nên là phải chịu. Đói bụng cũng chết. Bạn biết mấy giờ chưa? 2 giờ trưa rồi, 2 giờ chiều rồi đó. Đây, mới thấy chạy tới rồi các bạn, xong rồi, mừng quá. Tôi nghĩ không có trả tiền bạc gì đâu, tự xe mới mà, còn qua công ty bảo hành mà. Khi họ vô á các bạn là họ lấy cái dung dịch vệ sinh họ lau hết nguyên cái vô lăng tôi luôn, lót miếng giấy này dưới, rồi lót chơi nguyên bịch ni lông vô cái vô lăng. Giờ tôi phải dục ra, thấy không, thấy mùi dịch chưa? Này cái số thứ tự rồi, xong rồi. Họ nói không có bị gì hết các bạn ơi, họ chỉ reset rồi tắt đèn thôi, họ nói không có vấn đề gì hết. Đó là mình tốn 2 tiếng mấy chạy lên cả tiếng 3 tiếng. Đó, chạy về các mọi người ơi.